Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Văn Nhã Đồng Quê. Thì hồi khuya Duyên có thức dậy để mà trộn một mâm cốm dẹp nha ông bà cô chú. Đây là cái mâm cốm dẹp của Duyên nè. Đó, hồi khuya là thức dậy trộn do là tối quá cho nên là Duyên không có quay được cái cảnh trộn được. Chỉ bán thôi. Nếu có dịp bữa nào Duyên sẽ ban ngày sáng thì sẽ quay cho ông bà cái công thức để mà trộn cái cốm dẹp này. Thì cái phần dừa nè, còn cái miếng dừa này thì dì sẽ nạo thêm, nếu mà ai ăn dừa nhiều thì sẽ cho thêm, còn ai ăn dừa ít thì thôi khỏi cần. Cái này thì trộn dừa cốm dẹp dừa rồi đó. Cốm dẹp không bác Năm ơi? Cốm dẹp buổi sáng muôn hộp hết bác Năm, một hộp 5.000. Cốm dẹp dừa thêm không bác Năm? Khỏi ha. Có người thì thích ăn dừa cho nên là để thêm hộp nữa. Tính chấm cái hộp. Dạ, chờ con xíu em sắp đi. Cốm dẹp này con trộn nhà, trộn bằng nước dừa tư. Để dừa có sợi, có sợi. Rồi, khỏi lấy bọc đi. Khỏi hai mắt nè. Đây, cho con gửi. Rồi, cảm ơn bác Năm. Chín sáu một hộp ha. Thêm hộp nữa con. Hai hộp luôn. Wow. Mở hàng hai hộp rồi là bắt đầu là hai hộp không luôn nè. Cốm dẹp. Dừa thêm không sao? Thôi đi con. Khỏi hả? Nhiêu dừa đó cái ha? Nè, tiền. Rồi. Có hai hộp. Con lấy cái bọc. Ui, tiền ba. Rồi, con cảm ơn Sáu luôn. Nhìn cái mâm cốm dẹp rất là hấp dẫn. Để tiền vô đây. Mình sẽ ngồi đây bán từ từ đi. Nếu không hết thì bưng dài xuống sửng bọc. Nạo cái phần dừa này. Giờ có cái cây nạo này cũng sướng lắm. Cái này là dừa non nha. Trộn cốm dẹp á, mình lựa dừa non á, dừa gắn vỏ nó mới ngon. Còn dừa già quá là ăn nó sảm. Dạ, giờ này bố Út mới đi làm hả? Bữa nay xưởng bọc làm lông ở đông không bố Út? Đông, nam rồi. Dạ, để nếu không hết con bưng xuống dưới. Đây, cho con gửi bố Út. Cảm ơn bố Út luôn. Chín hộp hả Chín? Rồi, Chín chờ con xíu nha. Còn đi cả nhắc nữa ha. Dạ. Năm. Dạ. Cốm dẹp Năm ơi. Dạ. 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 Đầy dừa luôn. Dừa thêm Chín. Thôi. Hỏi hả? Ừ. Đây cho con gửi. Cảm ơn Chín luôn nha. Chưa? 5.000 nha.
tròn ơi, bữa đó nghe tin bà cũng giật cả mình hết trơn. Sức mặt thôi. Nó giật nó sao mà bà té ngửa ra sao? Nó ngừng lại tao bước xuống. Vậy hả? Đáng quá gì nữa. Dạ cháu đâu đó. Rồi đây cho con gửi. Cấm dẹp không hai ơi. Hai. Đây, không hơn năm nha. Cấm dẹp bác ba. Hợp luôn. Có ngay. Dạ 5.000 à. Ồ, bác ba đưa giấy bự dữ. Rồi bác ba đưa con lẻ đi. Rồi cảm ơn bác ba nhiều. Chổi lông gà mua tài con bác này. Chổi lông gà mua tài cô bác ơi. Chổi lông gà mua tài cô bác ơi. Rồi mình sẽ dạ nạo hết miếng dừa để vô trộn cho hết luôn rồi mình bưng đi vòng vòng. Cấm dẹp rồi ba hai ơi. Cấm dẹp. Này là ăn rồi là dẹp luôn. Này ăn rồi là dẹp bếp luôn đó. 25.000 đi. Dạ. Ít dừa đi. Ít dừa ha. Chưa mới ăn. Dạ. Không, cái này dừa non ba hai để tới trưa không sao chứ. Dạ. Có dừa già thì nó ra cấm dẹp chị. Nó ra chắc ra dầu á. Cho nên là nó mang. Dạ. Chờ em xíu nha chị. Đây con gửi ba hai. Cảm ơn ba hai. Chị một hộp luôn hả chị? Sáng cái mâm này á là trộn là 2 kg cấm dẹp. Được, lấy cái bọc khác. Rồi, em thòi tiền luôn chị ơi. Cảm ơn chị nha. Bọc này dơ. Cà phê. Giống chủ hỏi quay phim có lợi. Bởi vậy gặp nó lên hình nè mà. Rồi đây cho gửi người đẹp ơi. Rồi tiền người đẹp luôn. Rồi cảm ơn luôn. Rồi cái không được không? Cháu kêu mở hàng cho bà. Xíu lần nào bà kêu mở hàng. Bà Tư mở hàng chắc đắt lắm đây nè. Bởi vì bà Sáu mới kêu mở hàng đó. Là đầu tiên mới đây à, mở hàng tôi 2.000 bạc được. Dạ hả? Cái đó rồng đầu chút. Dạ. Đi làm bằng kia kìa. Mặn gì bà Tư? Đi hút cả cái cỏ tủ đầu con. À ơi. Dạ. Thấy ra đi tăng đi luôn. Giờ 5.000 đi. Chờ con. Để con thổi. Con gấp mau lắm Hoài ơi. Chổi lông gà. Nay có mặn gì xuống bọc không? Tài cô bác ơi. Không hả? À, đi mặn xuống bọc đó hả? Để chổi lông gà. Tiền cho bà Tư. Rồi con gửi bà Tư. Cảm ơn bà Tư. Cấm dẹp cô Châu ơi. Yeah.
Rồi đây. Dạ cơm dẹp. Cảm ơn cô hai luôn. 5.000 luôn. Phần nữa rồi, hơn phần nữa rồi. Chút xíu nữa. Cái này hết vũ rồi sao rồi, nghỉ mặn này hả? Cái này ông hết hàng rồi, ông đợi đi lấy nữa. À. Ông kêu nghỉ tay vài bữa đi. Nghỉ tay vài bữa ha, cho khỏe tay là nguyên vũ nữa. Ủa cái này nghỉ công ty rồi sao? Công ty nó cho nghỉ đâu 2 tháng nay rồi. Vậy hả? Qua Tết luôn á. Rồi. Đói nữa, đói mới kiếm sở làm. Em nhiêu vậy? 5.000 à. Rồi, cho rồi. Cảm ơn. Ủa quên, thôi tiền. Cảm ơn luôn. Cấm dẹp đây bà Sáu ơi. Cấm dẹp, cấm dẹp. Bà Sáu một hộp ha. Dạ rồi. Út Mai, một hộp 5.000 à. Dạ. Ủa, lộn. Rồi, chờ chút nha Út. Con bán cho bà Sáu. Cái này nghỉ rồi đó hả Út? Ừ, rồi, cảm ơn bà Sáu. Trời ơi, nhiều quá. Dạ. Chắc không hết rồi. Cái này muốn mua về con trộn nhà. Ừ, đúng rồi, nó ngại. Dạ, nó ngại. Rồi, cảm ơn Út. Cơm dẹp này á, trộn rất là dễ. Nhưng mà cực có một cái á, mình lựa những cái trống ra, lựa kỹ vậy mà cũng còn sót một đôi hộp. Cơm dẹp không chú ơi? Hộp bông hả chị? Út bán Út 3 hộp đây. 3 hộp luôn. Wow. Quá dữ. Cấm dẹp nè các anh ơi. Không ăn hả? Không ăn mẹ ăn con. Cảm ơn luôn chị. Không ăn. Trời ơi ta ế ra không ăn ta ế. Ăn đi mà năn nỉ đó. Không. Năn nỉ. Ăn đi. Sao vậy? Con không ăn thôi nó hoài. Dạ 5.000 à bảy. Dạ, chờ con xíu rồi bảy. Làm gì sáng đi chợ kìa, mặt xương xị vậy chợ. Tao đi chợ bây giờ đó. Vậy hả? Có đồ ăn đi chín là sáng bữa nào cũng đi chợ nha. Chú bảy nó là cái nó nói bà nó hết chết rồi. Để hỏi dài nằm chùi đó. Dạ. Hết rồi. Bởi vậy xứng đáng nuôi là đâu có uổng đâu. Nó hết chết là nổi đó nha. La nổi rồi phải không? Bởi vì là hổm gài ổng bệnh ổng đâu la phải không? Có đâu hả? À? Lỗ mũi sao ăn trầu rồi? Đá bệnh. Giỏi chạy. Không biết có đá hả? Mấy thằng nó đá vô lỗ mũi nhỏ về có không chị? Ghê hả? Cấm dẹp đây chú ba.
mua hộp ăn đi mặn nè. Dẹp nó no tới chiều. Cảm ơn Út luôn. Này nhờ thay thế cơm. Em no, ăn no tới chiều mới chịu về cơm. Cơm dẹp này là quất từ nếp quá bạn. Rồi còn có hai hộp nữa hết rồi, hai hộp ba hộp nữa. Cái gì cơ? Khỏi bạn, khỏi ha bạn. Rồi cảm ơn bạn. Mua hộp nữa đi. Không. Theo ghẹo hoài. Này còn chừng 3 hộp nữa hết à. Ở bên kia nắng nó chá ha, cho nên là đổi hướng quay qua bên đây cho nó đỡ nắng. Giấc này nắng sáng nó lên nè. Gì chưa Hiển? Tớ ngồi kìa. Còn hai hộp, bảo hai hộp quá. Ba hộp. Con không gì giúp ba con có hộp quá. Trời ơi. Dành thịt ba con có hộp rồi. Khỏi bọc luôn hả bạn? Đây đây. Một hộp có hai. Bán đây còn hai hộp tiếp tiếp. Chị gấp giống hai hộp đi. Bán chơi ép mà. Chơi giết lần hết. Không còn miếng này đủ con ăn rồi. Ăn sáng luôn, khỏi mua khỏi đỡ tốn tiền. À, rồi, cầm vô. Còn tiền con bé ơi. Rồi, dấu cuộc cái mâm cơm dẹp cũng đã bán xong rồi. Còn có chút xíu à, này cũng không đủ một hộp cho nên mình chừa lại luôn. Rồi bán xong rồi, tới giây phút quan trọng kiếm tiền. Hôm nay bán được một bọc tiền luôn. Mâm cơm dẹp không biết hôm nay bán được bao nhiêu. Đây cái phần tiền hôm nay Diện bán cái mâm cơm dẹp. Cơm dẹp này là trộn nhà cho nên là mình lấy công làm lời. 20, 40, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cái mâm cơm dẹp hôm nay Diện bán được 120 ngàn. Thì mình cũng đã bán xong, thì cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.